Chỗ chuẩn thì lại bảo lừa, chỗ lừa thì lại chui vào mua. Ở đây mình làm cho anh em cái video để cho anh em phân biệt đâu là hàng chuẩn, đâu là hàng rẻ, đâu là hàng lừa các bạn nhá. Anh em liên hệ với kênh YouTube điện tử Phượng Lưu, kênh uy tín chất lượng số 1 Việt Nam. Xưởng chúng tôi chuyên lo tép hàng chống cháy chuẩn nhất Việt Nam. Đây, 1 triệu chống cháy 100% nó phải như thế này, chứ không phải là tụ cản treo lùng lẳng cái này đâu các bạn nhá. Giờ này ai chơi tép tụ cản treo lùng lẳng này nữa, nó cháy là phải. Rất nhiều anh em cứ hỏi bên bạn có lừa không, anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy rồi, bị thuê bao, bị chặn số rồi, không biết hàng bên bạn có chuẩn không, bên shop có chuẩn không, liệu có chống cháy thật hay không. Anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy, nên là anh em vào xem video kênh bên mình nhá. Khách của chúng tôi nườm nượp rất là ok. Bây giờ này còn rất nhiều anh em còn chưa biết đến, anh em cứ hay hỏi là có chống cháy thật sự hay không, có lừa không, anh mua trên mạng mấy đôi về toàn cháy, toàn xịt xong gọi thì họ không nhấc máy. Đấy. Như anh em có tiền nhưng mà chỗ chuẩn anh em lại không biết chỗ mà mua. Đấy, chỗ chuẩn chuẩn chỉ hàng đẹp xịn thì lại không tin. Đấy, chúng tôi nói sủi bọt mép ra gần 10 năm trời lại không ai tin. Đấy, nên là rất là mệt. Đấy, nhưng anh em mà bị lừa nhiều này, mua hàng rẻ, hàng tụ cản treo lủng lẳng bị lừa nhiều, thì anh em có thể đăng ký kênh của mình để theo dõi, chờ 5 năm đến 10 năm sau hãng mua cho chắc cú các bạn nhá. Kênh YouTube điện tử Phượng Lưu, kênh chuyên lo tép hàng chuẩn chỉ chống cháy, hàng đẹp chất lượng cao nhất Việt Nam, uy tín số 1 luôn. Giờ này ai chơi tép này nữa, đấy, anh em hãy tỉnh ngủ đi các bạn nhá. Lo tép hay cháy là quá khứ, là xưa rồi, nó phải như thế này, nó phải như thế này, nó phải như thế này. 1.250.000 một đôi này, 1 triệu một đôi này, 1 triệu một đôi đây này, 700k một đôi, nó phải như thế này mới gọi là tép chống cháy các bạn nhá, chứ không phải là tụ cản treo lùng lẳng đấy đâu. Anh em mua hàng thì nhiều khách của tôi rất là ok, nhưng mà rất nhiều anh em rất hay sợ lừa, không biết có đảm bảo hay không, rất là mệt. Anh em có thể đăng ký kênh của mình để tham khảo các mẫu tiếp theo, ok nhá. Số điện thoại mình trên màn ảnh.